Xin chào anh em gần xa khắp nơi đang theo dõi kênh Vinh Thành Audio. Thì hôm nay em xả một cái đôi loa cột của Panasonic cho anh em để chơi Tết nha anh em. Thì với cái đôi loa cột này thì nó sẽ có kích thước là khá là cao nha anh em. Nó cao lên đến là 1m1 nha. Rất là cao. Hơn 1m1 luôn ha. Và chiều ngang của nó là 110mm. Và chiều sâu của nó là 70mm anh em. Thì đây là một cái lo cột trong cái bộ của Panasonic nha. Hình thức của nó còn khá là liên lạc nha anh em. Thì với cái đôi lo này thì nó sẽ gồm 3 phần nha. Một phần trên thì nó chứa lo và phần dưới là một phần chân. Thì anh em có thể tháo rời hai phần này ra và cả cái phần chân phía dưới nữa nha. Và về cái thông số của nó là Panasonic SBFS 540 3 ohm nha anh em, 125W ha. Thì anh em có thể tùy biến để lắp ghép để làm là lo trưng bày trong phòng khách, hoặc là lo trả lời, hoặc là lắp thêm tụ để trở thành lo chép nha anh em, hoặc là có thể lắp thêm điện trở để tăng cái trở kháng của nó lên thành 6 ohm. Ví dụ như ta có thể lắp thêm cái điện trở 3 ohm. Như vậy là nó sẽ trở thành loa 6 ohm. Để anh em có thể lắp ghép trong những cái bộ dàn tùy theo cái nhu cầu của mình ha. Rồi, em sẽ test một đoạn âm thanh cho cái đôi loa cột của Panasonic này nha. Đêm chờ tin bao xuân. Tôi đón xuân giữa lúc còn chiến chiến. Thì với cái đô la này thì anh em có thể tùy biến chế biến để sử dụng khá là nhiều cái tính năng hay. Lo lời, lo chép ha, lo sổ rau, lo phong, lo trưng bày trong phòng khách khá là đẹp. Và với cái đôi loa Panasonic này thì em sẽ bán với giá là 480.000 đồng nha anh em, chưa bao gồm phí vận chuyển nha anh em, một cái giá cực tốt để cho anh em chơi. Và vận chuyển thì dễ lắp ráp nha anh em, tháo cái chân này ra thôi, tháo cái phần này ra và gói lại thành một bó thôi. Đây thì nó sẽ có những cái ốc để lắp ghép giữa phần trên phần dưới và cái ốc lắp phía dưới đây. Rồi, xin cảm ơn anh em đã theo dõi và đăng ký kênh Vinh Thành Audio. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.